Câu 158 đến câu 161, đây là một cái đoạn thảo luận trực tuyến ha. Câu 158, a startup thì rất có thể là cái loại hình doanh nghiệp nào? Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Xe bán trước nha, câu A. Retailer, một cái nhà bán lẻ, những cái tires, những cái lốp xe ha. Câu B, một cái công ty xây dựng về nhà cửa nè. Câu C, staffing firm, công ty cho thuê lao động ha. Câu D, moving company, công ty vận chuyển đồ. Sau bây giờ mình sẽ cùng nhau xem từ khóa là unstrap nằm ở vị trí nào em nha. Câu đầu tiên mình cho từ đầu luôn ha. Sở đây form nào rồi cùng đọc em nha, xem unstrap là cái loại hình doanh nghiệp nào ha. Đầu tiên Blake nói rằng, hi everyone, tôi rất vui khi mà Nels thông báo rằng là ban giám đốc của Unstrap đã quyết định mở chi nhánh thứ 6 ở Cleveland. Consequently, do đó, họ muốn chuyển những nhân viên hiện tại đến để chi nhánh này được ra mắt, được khai trương nhanh nhất có thể. In fact, thực ra là tôi cần các bạn cho một số cái recommendations, sự đề xuất về việc chọn nhân viên. Mình cũng chưa biết được là Unstrap là cái loại doanh nghiệp gì, form nào, phải đọc tiếp em nha. Kathy nói rằng, cái việc chuyển này là temporary, là tạm thời phải không? Có nhiều nhân viên của chúng ta đó đã sống ở đây nè, ở Eaglewood, cả đời của họ, vì vậy họ sẽ không có vui về cái điều này. Thì Blake nói rằng, cái điều này sẽ depend, sẽ phụ thuộc vào cái sở thích của mỗi nhân viên, naturally, dĩ nhiên là performance, cái sự biểu hiện, cái sự thể hiện trong công việc thì cũng là một cái factor, cái nhân tố. Cũng cho các đáp án luôn, form nào đọc tiếp nha. Roy nói rằng, cái ngày khai trương dự định của chúng ta là khi nào? Thì Blake nói rằng cái chi nhánh á sẽ phải hoạt động hoàn toàn trước ngày 15 tháng 11 để mà take advantage of, tận dụng được cái đợt bán tire, lốp xe vào cuối năm của chúng ta. Vậy chắc chắn Unstrap là chuyên về bán cái gì rồi em? À, tire, lốp xe phải không nào? Vậy đáp án là câu A ha, một cái nhà bán lẻ lốp xe ha. Câu 159, cái điều gì được đề cập đến, được nhắc đến như là một cái concern, một cái vấn đề, một cái sự lo ngại về việc chuyển nhân viên, về từ khóa chính là staff transfer, phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Cái chi phí của việc relocating, di dời, lực lượng lao động thì rất là cao. Câu B, nhân viên thì có thể là không có muốn đi xa khỏi cái ngôi nhà hiện tại của họ. Đáp án là câu B, phải không nào? Lúc này mình có đọc rồi đó em, đây nè. Kathy nói rằng cái việc chuyển này có phải là tạm thời hay không? Bởi vì có nhiều nhân viên đã sống ở đây nè, ở Inglewood, cả đời của họ, vì thế họ sẽ không có vui về cái việc này. Mà việc này chính là cái việc gì vậy em? Cái việc chuyển nhân viên đi đến chi nhánh mới, đã nhắc ở phía trên rồi, phải không nào? Vậy đáp án là câu B luôn ha, không cần vào câu C và câu D nữa. Câu 160, vào lúc 10:38 thì Michelle có ý là gì khi bà ấy viết he needs a challenge, xe bán trước nha câu A. Bà ấy tin rằng việc tìm thấy một cái nhân viên phù hợp là một cái challenge, một cái điều thách thức, một cái điều khó khăn ha. Câu B, Mr. Drake muốn được assign, được chỉ định, được bổ nhiệm một cái nhiệm vụ công việc tuyển dụng. Câu C, bà ấy nghĩ rằng một cái nhân viên thì nên take on, đảm nhiệm một cái trách nhiệm, một cái nhiệm vụ mới. Câu D, nhân viên bán hàng thì xứng đáng với lại cái promotion, cái việc thăng chức, thăng tiến. Rồi bây giờ mình sẽ cùng vào xem 10:38 đang ở vị trí nào em nhé. Ở đây form nào, rồi cái câu là he needs a challenge nằm ở vị trí này nè em. Để hiểu được câu này có ý là gì á, mình đọc cái tin nhắn ở phía trước nó nữa em nha, là 10:36 nè, rồi cùng đọc nào. Blake nói rằng great suggestions, những cái sự đề xuất rất là hay. Có bất kỳ ý kiến gì về cái vị trí nhân viên mua hàng hay không? Chúng ta sẽ cần ai đó bắt đầu cái việc đặt hàng ngay bây giờ. Thì Kathy Schultz mới nói rằng, bạn nghĩ sao về Carson Drake? Anh ấy đã làm việc ở cùng một cái vị trí trong nhiều năm và anh ấy cần một cái challenge, một cái sự thử thách, một cái sự thách thức. Ý của Miss Charles là gì vậy em? Có nghĩa là Miss Charles nghĩ rằng là Carson Drake nhiều năm rồi chỉ làm có một cái vị trí thôi và đã đến lúc là anh ta cần một cái thách thức mới, là đảm nhiệm cái vị trí mới, và cụ thể ở đây chính là cái nhân viên mua hàng, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Cô C, phải không? Là cô ấy nghĩ rằng một cái người nhân viên, và ở đây chính là Carson Drake, thì nên đảm nhiệm một cái nhiệm vụ, một cái trách nhiệm mới ha. Ok. Câu 161, Mr. Dunlap sau đó sẽ làm gì? Về từ khóa chính là Mr. Dunlap, phone nào? Sẽ bán trước nha câu A. Xem xét một số cái tin nhắn điện thoại. Câu B, cung cấp một cái danh sách những cái open positions, những cái vị trí việc làm còn trống cần tuyển người vào ha. Câu C, meet with, gặp gỡ, thảo luận bàn bạc với lại nhân viên của bộ phận nhân sự. Câu D, gửi một số cái sự đề xuất lên superior, là lên cấp trên. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò em nha, xem Mr. Dunlap nằm ở cái vị trí nào, cái tin nhắn nào ha. Câu cuối rồi mình dò cái đoạn cuối luôn em nha. Đây có Mr. Dunlap nè, cùng đọc em nha. That is a good idea, thật là một cái ý kiến hay. Anyway, dù sao đi nữa thì vẫn còn nhiều cái vị trí việc làm khác cần tuyển chọn.
và tôi sẽ gửi cho tất cả các bạn một cái danh sách sau đó trong ngày hôm nay. Vậy thì em xem nè, sắp đến Mr. Dunlap sẽ làm gì với em? Sẽ gửi cho mọi người một cái danh sách của những cái vị trí việc làm khác cần tuyển chọn, phải không nào? Vậy đáp án là câu B ha. Ok, sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đầu tiên Mr. Blake nói rằng: Hi everyone, tôi rất vui khi mà announce thông báo rằng ha, Board of Director là ban giám đốc đây. Ban giám đốc của Unstop đã quyết định mở ra cái branch, cái chi nhánh thứ 6 ở Cleveland. Consequently là do đó ha. Do đó thì họ muốn transfer, mình có từ transfer, động từ là chuyển nè. Do đó thì họ muốn chuyển các nhân viên hiện tại đến để mà cái chi nhánh này nó được launch. Mình có từ launch là tung ra hay là ra mắt cái gì đó lần đầu ha. Ra mắt lần đầu cái gì đó. Nó được ra mắt, nó được khai trương quickly là nhanh đấy. As quickly as possible là nhanh nhất có thể ha. In fact, thực ra tôi cần các bạn cho một số cái recommendations là cái sự đề xuất. Cho một số cái sự đề xuất về việc chọn nhân viên. Kathy nói rằng cái transfer, cái việc chuyển này là temporary, là tạm thời phải không? Mình có từ temporary là tạm thời đấy. Nhiều nhân viên của chúng ta đó thì đã sống ở đây nè, ở Inglewood. Entire, mình có từ entire là toàn bộ ha. Entire lives là cả cuộc đời đấy. Đã sống ở đây, Inglewood cả cuộc đời của họ, họ sẽ không có vui về cái điều này. Blake nói rằng cái điều đó thì depend on là phụ thuộc vào đấy. Depend on, phụ thuộc vào ha. Điều đó phụ thuộc vào cái preference, cái sở thích, cái sự ưa thích của mỗi nhân viên. Naturally có nghĩa là dĩ nhiên hay là tất nhiên ha. Naturally, dĩ nhiên. Dĩ nhiên là cái performance, cái sự biểu hiện trong công việc, cái sự thể hiện trong công việc. Cũng là một cái factor, là một cái nhân tố ha. Nhân tố hay là yếu tố. Rồi, Roy Reese nói rằng cái opening date là cái ngày khai trương á, target là mục tiêu, cái ngày khai trương mục tiêu của chúng ta, có nghĩa là cái ngày khai trương dự tính của chúng ta là khi nào. Thì Blake nói rằng chi nhánh phải được operational, mình có từ operational là vận hành hay là hoạt động đấy em, phải được vận hành hoạt động hoàn toàn trước ngày 15 tháng 11 để mà take advantage of, mình có từ take advantage of là tận dụng thêm ha, tận dụng. Để mà tận dụng được cái đợt bán tire, lớp xe cuối năm của chúng ta. George nói rằng nếu bạn đang tìm kiếm một cái administrator, một cái người quản trị, một cái người quản lý cái văn phòng, thì tôi nghĩ rằng Tammy Rosalie sẽ làm cái công việc đó tốt. Cô ấy mặc dù vậy là có gia đình ở đây, vì vậy tôi không có chắc là cô ấy có muốn di chuyển đến đó hay không. Roy Reese nói rằng và cái vị trí sales director, giám đốc bán hàng đó, thì Charles King sẽ là một cái sự lựa chọn rất là tốt. Blake nói rằng great suggestions, những cái sự đề xuất thật là tuyệt. Có bất kỳ ý kiến gì về cái vị trí purchasing clerk là nhân viên mua hàng đen. Nhân viên mua hàng là cái vị trí mà người này sẽ đảm nhiệm, đảm bảo cho cái nguyên vật liệu cho cái việc sản xuất của một cái công ty ha. Người ta gọi là purchasing clerk. Chúng ta sẽ cần ai đó bắt đầu cái việc đặt những cái merchandise. Mình có từ merchandise là hàng hóa đen. Bắt đầu việc đặt hàng hóa ngay ha. Kathy nói rằng bạn nghĩ sao về Carson Drake? Anh ấy đã làm việc ở cùng một cái vị trí trong nhiều năm và anh ấy cần một cái challenge, là một cái sự thách thức, một cái sự thử thách đây. Blake nói rằng that's a good idea, đó là một cái ý kiến hay. Anyway, dù sao đi nữa thì còn nhiều, vẫn còn nhiều cái roles, cái vai trò hay là cái vị trí việc làm đây. Mình có từ roles là vai trò hay là vị trí việc làm ha. Vẫn còn nhiều cái vai trò, cái vị trí việc làm khác cần phải tuyển chọn. Và tôi sẽ gửi cho tất cả các bạn một cái danh sách sau trong ngày hôm nay. Hãy nhắn tin cho tôi hoặc là drop by. Mình có từ drop by là ghé qua đây. Ghé qua ha. Hoặc là ghé qua cái bộ phận Human Resources là nhân sự đó, cái bộ phận nhân sự, cái phòng nhân sự ha. Nếu bạn có thêm bất kỳ cái ý kiến nào, được không nào? Rồi tiếp câu 158, câu C mình có từ Forum, nó bằng với từ Company là công ty luôn đấy. Câu 159, câu A mình có từ Relocate. Relocate có nghĩa là di dời hoặc là thay đổi địa điểm ha. Workforce có nghĩa là lực lượng lao động đấy. Vậy câu A có nghĩa là cái chi phí để mà di dời, để mà thay đổi cái vị trí địa điểm của những cái lực lượng lao động thì nó cao. Câu B mình có từ current là hiện tại ha. Câu C insufficient. Mình có từ sufficient có nghĩa là đủ, nó bằng với từ enough. Insufficient là không có đủ ha. Carry out là tiến hành hay là thực hiện.
Vậy câu C có nghĩa là không có đủ thời gian để mà tiến hành thực hiện cái việc di chuyển. Câu 160, câu B mình có từ assign, động từ assign là chỉ định hay là bổ nhiệm. Recruitment có nghĩa là tuyển dụng ha. Vậy câu B là Mr. Drake muốn được chỉ định, được bổ nhiệm một cái nhiệm vụ, một cái vị trí tuyển dụng. Câu C mình có từ responsibility là trách nhiệm hay là nhiệm vụ ha. Trách nhiệm hay là nhiệm vụ. Rồi, take on là đảm nhận hay là chấp nhận đem, chấp nhận một cái trách nhiệm, một cái nhiệm vụ mới ha. Câu C mình có từ deserve có nghĩa là xứng đáng. Deserve là xứng đáng. Promotion có ba nghĩa, thứ nhất là thăng tiến, thứ hai là quảng cáo, thứ ba là khuyến mãi. Ở đây có nghĩa là sự thăng tiến đem. Về câu D là cái nhân viên bán hàng á, thì xứng đáng một cái sự thăng tiến ha. Câu 161, câu B mình có từ supply, đảm từ supply là cung cấp ha. Open position là cái vị trí việc làm còn trống, cần tuyển thêm người vào đó. Câu C mình có từ meet with là gặp gỡ để mà thảo luận bàn bạc với ai ha. Câu D forward là gì? Là gửi hay là chuyển ha, gặp rất nhiều rồi. Suggestions là cái sự đề xuất cũng gặp rồi ha. Superior là cấp trên đấy em. Vậy câu D có nghĩa là gửi một số cái sự đề xuất lên cấp trên ha. Câu 162 đến câu 164 đây là một cái bill, một cái hóa đơn ha. Câu 162, cái điều gì được chỉ ra, được nói về Clean Jenny? Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Xe bán trước nha câu A. Nó đã không tính phí một số dịch vụ. Câu B. Nó tạo ra, nó sản xuất ra một số cái sản phẩm vệ sinh của riêng nó. Câu C. Nó tổ chức hội viên ở trong một cái hội công nghiệp thực phẩm. Câu D. Nó đã ghé đến Vasco Bistro 3 lần. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là Clean Jenny đây nằm ở vị trí nào em nhé. Câu đầu tiên mình dò từ đầu luôn ha. Cho em xem nào, đây có từ Clean Jenny ha. Đây là một cái hóa đơn được gửi từ Clean Jenny, là một cái công ty dịch vụ vệ sinh đẹp. Đây là địa chỉ của nó nè, số điện thoại nè, website nè. Cái hóa đơn này á được gửi đến cho Vasco Bistro ở địa chỉ này, số điện thoại này ha. Description, mô tả dịch vụ. Price là giá nè em. Vậy có nghĩa là Vasco Bistro đã sử dụng dịch vụ của công ty vệ sinh Clean Jenny, và bây giờ Clean Jenny gửi hóa đơn đến cho Vasco Bistro để mà thanh toán, phải không nào? Sẽ cùng đọc tiếp em nha. Cái dịch vụ đầu tiên là fully inspected, có nghĩa là kiểm tra toàn bộ cái premises, cái khuôn viên, và cấp cái báo cáo vào ngày 24 tháng 7, giá là 9 đô. Chưa chọn được đáp án form nào, đọc tiếp nha. Disinfected là vệ sinh tất cả những cái bề mặt bằng cái sản phẩm là Clean Jenny Service Wash. Vậy thì em xem nè, đây có một cái sản phẩm mang nhãn hiệu Clean Jenny nè em. Rồi tiếp ở dưới này cũng có Clean Jenny Protect nè, em đọc thử nha. Vacuum hút bụi, cái tấm thảm ở trong cái khu vực nhà ăn chính, và sử dụng cái sản phẩm Clean Jenny Protect. Nói như vậy á, có nghĩa là Clean Jenny có sản xuất ra, có chế tạo ra những cái sản phẩm mà mang cái nhãn hiệu riêng của nó, phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Cô Bi, phải không? Nó tạo ra, nó sản xuất ra một số cái sản phẩm vệ sinh của riêng nó ha. Câu 163, tại sao khách hàng này chính là Vasco Bistro đấy, yêu cầu những cái dịch vụ vệ sinh? Vậy từ khóa chính là Request Cleaning Service, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Nó đã nhận được một số cái sự phàn nàn từ khách hàng. Câu B, nó đang chuẩn bị cho cái nơi, cái địa điểm của nó cho một cái sự kiện quan trọng. Câu C, nó đã nhận được một cái phiếu khuyến mãi. Câu D, nó phải comply with, tuân thủ những cái tiêu chuẩn về vệ sinh. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái từ khóa đang ở vị trí nào em nhé. Giờ tiếp nào. Sở đây có không em? Không có phải không nào? Đoạn này thì sao? Ở đây có từ client, requested và service giống với từ khóa này, em đọc câu này thử nha. Khách hàng đã yêu cầu dịch vụ như là một phần của việc obligation, bắt buộc để mà đáp ứng được những cái yêu cầu về mặt giấy phép của cái ban vệ sinh an toàn thực phẩm. Vậy thì tại sao họ yêu cầu dịch vụ với em? Câu A là họ nhận được phàn nàn của khách hàng, không phải phải không nào? Câu B, họ đang chuẩn bị cho một cái sự kiện quan trọng, cũng không có luôn em. Câu C, họ nhận được giảm giá, cũng không phải luôn. Đáp án là câu nào với em? Là câu D ha, bởi vì họ phải tuân thủ được những cái tiêu chuẩn về mặt vệ sinh, phải không nào? Câu 164, Evelyn Moore thì rất có thể là ai? Về từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Một viên chức vệ sinh thành phố, câu B. Một quản lý cơ sở địa điểm ăn uống, câu C. Một nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp, câu D. Một người tổ chức sự kiện. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Evelyn Moore nằm ở vị trí nào em nhé. Giờ tiếp ha. Ở đây phải không nào? Rồi cùng đọc cái khung này em ha. Customer signature, chữ ký của khách hàng. Ký tên của bạn ở bên dưới để mà cho thấy rằng là bạn chấp nhận những cái việc đã được thực hiện và đồng ý với lại tất cả những cái mức phí. Evelyn Moore, Supervisor, giám sát. Vậy thì Evelyn Moore chính là ở bên phía khách hàng, phải không nào? Vậy Evelyn Moore là người của Vasco Bistro, phải không em? Vậy thì em xem nào, Vasco Bistro á, có thể là cái gì vậy?
Lúc nãy mình dò thấy dining area nè, em thấy không? Và dưới này cũng có dining area nè, em đọc thử hai câu này nha. Hút bụi tấm thảm ở trong cái khu vực ăn chính, còn dưới này là làm vệ sinh không khí ở cái khu vực ăn chính. Vậy thì Vasco Bistro rất có thể là một cái địa điểm ăn uống, phải không nào? Bây giờ em dò xem đáp án câu nào là phù hợp nhất. Câu A, Evelyn Moore là một viên chức vệ sinh thành phố là sai, phải không nào? Evelyn Moore là người của Vasco Bistro mà. Rồi tiếp, câu B là một quản lý địa điểm ăn uống, rất có thể, phải không nào? Còn câu C là gì? Một cái nhân viên vệ sinh chuyên nghiệp, là không đúng luôn nè. Câu D, một cái người tổ chức sự kiện, càng không đúng nữa, phải không nào? Và đáp án chỉ có thể là câu B thôi. Ông ấy là quản lý ở cái địa điểm ăn uống Vasco Bistro, cho nên ông ấy giám sát cái dịch vụ vệ sinh ở đó ha. Ok, sẽ cùng nhau hãy tóm lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nha. Đầu tiên mình có từ invoice là hóa đơn. Hóa đơn này được gửi từ công ty dịch vụ vệ sinh Clean Jenny. Địa chỉ nè, số điện thoại và website ha. Hóa đơn này được gửi đến cho Vasco Bistro. Địa chỉ nè, số điện thoại nè. Tiếp theo mình có từ description, có nghĩa là sự mô tả hay là sự miêu tả ha. Sự mô tả dịch vụ, price là giá nè. Đầu tiên là fully inspect. Mình có từ inspect, động từ là thanh tra hay là kiểm tra đây. Kiểm tra toàn bộ cái premises. Premises là khuôn viên ha, danh từ là khuôn viên hoặc là tòa nhà cũng được nè em. Và chỗ này nó luôn luôn có S ha, từ này luôn luôn có S. Và issue là cấp cái báo cáo vào ngày 24 tháng 7, giá là 9 đô. Tiếp theo mình có từ disinfect, có nghĩa là tẩy uế, làm sạch hay là vệ sinh nè. Quy dịch lại ha, vệ sinh làm sạch tất cả những cái surface là bề mặt bằng cái sản phẩm Clean Jenny Surface Wash, giá là 24,25 đô. Tiếp theo mình có từ vacuum là hút bụi ha. Hút bụi tấm thảm ở trong cái khu vực ăn chính nè, và sử dụng cái sản phẩm Clean Jenny Protect, giá là 23,5 đô. Tiếp theo mình có từ sanitize là động từ, nó bằng nghĩa với từ disinfect, có nghĩa là vệ sinh nè. Vệ sinh hay là làm sạch cái không khí ở cái khu vực ăn chính bằng cái sản phẩm Clean Jenny Fresh Burst, giá là 18,75 đô ha. Remove là loại bỏ đây. Loại bỏ hay là bỏ những cái món đồ mà được mark, được đánh dấu là disposal. Mình có từ disposal là vứt bỏ nha, vứt bỏ ha. Giá là 14 đô. Tiếp theo mình có từ perform, động từ là thực hiện nè. Perform là thực hiện ha. Thực hiện cái inspection là danh từ của động từ inspect ở trên đây nè em, có nghĩa là việc thanh tra, kiểm tra ha. Thực hiện cái việc kiểm tra, follow up là tiếp theo đó. Và vệ sinh vào ngày 1 tháng 8, giá là 12 đô. Issue cấp cái báo cáo vệ sinh được chứng nhận bởi phòng lab, phòng thí nghiệm đó, vào ngày 5 tháng 8, giá là 25 đô. Provide, cung cấp cái giảm giá cho hội viên của cái association, mình có từ association là hội hay là hiệp hội ha, của cái hội những nhà bán lẻ thực phẩm. Rồi comments, bình luận nè. Client, khách hàng đã yêu cầu dịch vụ như là một phần của obligation, có nghĩa là sự bắt buộc đây. Như là một phần của cái sự bắt buộc để mà meet là đáp ứng ha, được những cái requirements là yêu cầu đây, những cái yêu cầu, những cái yêu cầu về giấy phép của cái bang sanitation là danh từ của động từ sanitize này em, có nghĩa là vệ sinh ha, của cái bang vệ sinh an toàn thực phẩm Amersboro. Giảm giá thêm thì áp dụng cho cái việc sử dụng những cái sản phẩm được sáng chế, được sản xuất bởi Clean Jenny. Rồi thông tin thanh toán, mình có từ method là phương pháp hay là cách thức ha, hay là phương thức. Vậy payment method là cái phương thức thanh toán. Đầu tiên mình có từ cash là tiền mặt nè, check là cái tờ check đây, credit card là thẻ tín dụng ha. Customer signature có nghĩa là chữ ký khách hàng, được không nào? Rồi ký cái tên của bạn below ở bên dưới để indicate. Mình có từ indicates có nghĩa là chỉ ra ha, chỉ ra hay là chỉ rõ. Việc ký cái tên của bạn ở bên dưới là chỉ ra chỉ rõ cái acceptance, cái sự chấp nhận cái việc được thực hiện, và cái agreement, cái sự đồng ý với lại những cái charges, những cái mức phí. Evelyn Moore, supervisor có nghĩa là người giám sát nè. Câu 163, câu A mình có từ complaint là sự phàn nàn ha. Danh từ là sự phàn nàn, complaint, sự phàn nàn. Câu B mình có từ venue là nơi, chỗ hay là địa điểm ha. Câu D mình có từ comply with, đi cùng với nhau có nghĩa là tuân thủ. Comply with là tuân thủ ha. Standards là tiêu chuẩn nè. Câu 164, câu A mình có từ official, tính từ là chính thức, còn danh từ là viên chức hay là quan chức ha.
Cô xin mình có từ professional, tính từ có nghĩa là chuyên nghiệp đấy em. Cuối cùng câu team mình có từ organizer, có nghĩa là người tổ chức ha. Event organizer là người tổ chức sự kiện, được không nào? Ok. Câu 165 đến câu 167 đây là một cái email ha. Câu 165, Miss Josephine Tan thì là ai? Phải từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bản trước nha câu A. Publisher, một người xuất bản tạp chí copy, một người nói chuyện diễn thuyết trước công chúng. Câu C, một tác giả professional chuyên nghiệp. Câu D, một critic, một nhà phê bình văn học. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem Miss Josephine Tan nằm ở vị trí nào em nhé. Dò từ đầu luôn ha. Ở đây form nào rồi đọc câu này em nhé. As you may know, như bạn biết á, thì Miss Josephine Tan, người là viết cái quyển sách hướng dẫn du lịch có tên là Pathways to the World, đã được mời để mà judge, để mà đánh giá, nhận xét, làm giám khảo cho tất cả những cái entries. Vậy thì Josephine Tan là ai vậy em? À, chính là người đã viết cái quyển sách hướng dẫn du lịch, chính là tác giả phải không nào? Vậy đáp án là câu nào là tác giả vậy em? Cô C phải không? Ok. Câu 166, cái điều gì được nói về Mr. Morton? Vậy từ khóa chính là cái tên riêng này phải không nào? Sẽ bán trước nha câu A. Những cái bức hình, bức ảnh của anh ấy sẽ được xuất hiện trên một cái trang bìa. Câu B, anh ấy sẽ gặp Miss Tan ở một cái buổi lễ trao giải. Câu C, anh ấy đã đi du lịch đến Mexico City trước đây. Câu D, anh ấy sẽ phải nộp một cái bản nháp đã được chỉnh sửa. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là Mr. Morton đang ở vị trí nào em nhé. Cùng dò nào. Ở đây có Mr. Morton em, và ông ấy chính là người nhận cái email này phải không nào? Đọc từ đầu luôn nha. Gửi Mr. Morton, lời chào từ tạp chí Alive. Tôi rất vui khi mà inform, thông báo với bạn rằng là cái entry, cái tác phẩm dự thi của bạn cho cái competition, cái cuộc thi này nè, có tên là A 3-Day Weekend, 3 ngày cuối tuần ở thành phố Mexico, đã được chọn để mà xuất hiện trong cái ấn bản tháng tới. Vậy thì em xem này, có một cái đáp án là Mexico City là câu nào vậy em? Câu C em đọc lại nha. Là ông ấy á, là Mr. Morton đã du lịch đến thành phố Mexico trước đây. Có nói như vậy không em? Chưa chắc phải không nào? Bởi vì á, đây là cái tên của cái tác phẩm dự thi thôi. Còn ông ấy có đi thật hay không thì mình không có biết. Vậy mình đọc tiếp em nha. As the author, như là tác giả của cái entry, cái tác phẩm giành chiến thắng, thì tên của bạn sẽ được announce, được công bố trong cái ấn bản tháng 9 của chúng tôi. Bạn sẽ nhận được một cái voucher là $500 từ cái website này nè, được ở một trong hơn 2.000 cái khách sạn và cái resort trên khắp thế giới. Hai runner-ups thì sẽ được chọn bởi Miss Tan và nhận được cái voucher là $150 từ cái chỗ này. Cũng chưa là đáp án form nào, đọc tiếp nha. Our editor, cái người biên tập viên của chúng tôi á, là Carter, cũng đã hướng dẫn tôi là hỏi rằng á, xem liệu bạn có bất kỳ cái bức ảnh nào của cái chuyến đi của bạn hay không. Ok, vậy từ câu này mình suy được điều gì vậy em? Là Mr. Morton có đi đến Mexico City phải không nào, thì mới có ảnh từ cái chuyến đi được, phải không? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Là câu C luôn ha. Ok. Câu 167, ở vị trí nào để đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau thuộc về. Đọc câu đầu kép trước em nhé. Bạn sẽ tìm thấy nó alongside, bên cạnh hay là cùng với những cái entries, những cái tác phẩm được chọn khác ở trong cái mục về du lịch thông thường của chúng tôi. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò những cái câu ở phía trước cái vị trí 1, 2, 3, 4 xem câu nào liên kết với câu này về mặt ý nghĩa em nha. Rồi, vị trí số 1 trước nào. Ở đây ha, đọc câu ở phía trước nha. Tôi rất là vui để mà inform, thông báo với bạn rằng là cái entry, cái tác phẩm dự thi của bạn cho cái competition, cái cuộc thi này á, có tên là 3 ngày cuối tuần ở Mexico City, đã được chọn để mà xuất hiện trong cái ấn bản tháng tới. Sau đó còn kép là gì vậy em? Bạn sẽ tìm thấy nó cùng với những cái tác phẩm dự thi được chọn khác ở trong cái mục về du lịch thông thường của chúng tôi. Rất là liên kết phải không nào? Bạn sẽ tìm thấy nó ở đây chính là cái gì vậy em? Chính là cái entry, cái tác phẩm dự thi chiến thắng của Mr. Morton phải không nào? Rất là parallel, rất là liên kết với nhau. Ở phía trước có nhắc đến entries, câu này cũng có nhắc đến entries luôn. Nhưng mà nếu em chưa chắc thì em có thể đọc thêm vị trí số 2, số 3 và số 4 ha. Rồi mình đọc tiếp vị trí số 2 thử đi em. Ở đây nè, phải không nào? Câu phía trước là gì? Là bạn sẽ nhận được cái voucher là $500 từ website này để mà ở một trong hơn 2.000 cái khách sạn, cái resort ở trên khắp thế giới. Đâu có liên kết đâu phải không em? Vị trí số 3 đi em. Ở đây ha, nó nói là gì đây? Cái biên tập viên của chúng tôi á, tên là Mr. Jason Carter, cũng đã hướng dẫn tôi hỏi bạn á, là xem liệu rằng bạn có bất kỳ cái hình ảnh, cái bức ảnh nào của chuyến đi của bạn hay không. Không có liên kết luôn em. Câu này đang nói về những cái tác phẩm dự thi mà, còn phía trước đây nói về bức ảnh là không có liên quan ha. Rồi vị trí số 4 đi em. Đây nè. Nếu mà có đó thì vui lòng hãy email chúng cho tôi, bởi vì tôi có thể là chọn để mà in một số cái bức ảnh. Vậy là chỗ nào là liên kết nhất với em? Chỉ có vị trí số 1 là liên kết nhất thôi, phải không nào? Cô đọc lại hai câu này đi em cả.
em thấy nó liên kết nha. Tại tôi rất là vui khi mà thông báo rằng cái entry, cái tác phẩm dự thi của bạn á, cho cái cuộc thi này có tên là như thế này ha, sẽ được chọn để mà xuất hiện trong cái ấn bản tháng tới. Bạn sẽ tìm thấy nó cùng với những cái tác phẩm được chọn khác ở trong cái mục về du lịch thông thường của chúng tôi, được không nào? Đáp án là câu A ha. Sẽ cùng hệ thống là những từ rất quan trọng được highlight trong bài này các em nha. Đây là một cái email gửi đến cho Mr. Martin, gửi từ Paris. Chủ đề là entry, mình có từ entry là tác phẩm dự thi đấy. Entry trong ngữ cảnh này có nghĩa là tác phẩm dự thi ha. Ngoài ra entry còn có nghĩa là cái lối vào nữa ha. Tác phẩm dự thi của bạn ngày gửi là 26 tháng 7. Dear Mr. Martin, lời chào từ tạp chí Alive. Tôi rất vui khi mà inform, mình có từ inform là thông báo ha. Tôi rất vui khi thông báo với bạn rằng là cái entry, cái tác phẩm dự thi của bạn cho cái competition là cái cuộc thi đấy. Mình có từ competition là cuộc thi ha, cho cuộc thi viết về du lịch của độc giả có tên là A 3-day weekend, 3 ngày cuối tuần ở thành phố Mexico, đã được select, mình có từ select là chọn nè, đã được chọn để mà appear, xuất hiện trong cái issue là cái ấn bản ha. Issue là ấn bản, trong cái ấn bản tháng tới. As you may know, như bạn biết á, thì Miss Josephine Tan, người mà đã viết cái travel guide, mình có từ guide, danh từ là sách hướng dẫn nè, đã viết cái sách hướng dẫn du lịch có tên là Pathways to the World, đã được mời để mà judge, mình có từ judge là nhận xét, đánh giá hay là làm giám khảo ha, đã được mời để mà nhận xét, đánh giá hoặc làm giám khảo cho tất cả những cái entries, những cái tác phẩm dự thi, như là author, mình có từ author, danh từ là tác giả nè. Như là một tác giả của cái entry, cái tác phẩm giành chiến thắng thì tên của bạn sẽ được announce, sẽ được thông báo, sẽ được công bố ha, trong cái issue, cái ấn bản tháng 9 của chúng tôi. Bạn cũng sẽ nhận được một cái voucher, một cái phiếu quà tặng là $500 từ website này nè. Redeemable, mình có từ redeemable có nghĩa là có thể trao đổi đây, có nghĩa là dùng cái voucher, cái phiếu quà tặng đó đó để mà trao đổi cho việc ở tại một trong hơn 2.000 cái khách sạn và cái resort trên khắp thế giới. Hai, runner up, mình có từ runner up có nghĩa là hạng nhì đấy, người đứng thứ nhì đó ha. Hai cái tác phẩm, hai cái người mà đứng thứ nhì á, thì cũng sẽ được chọn bởi Miss Tan và sẽ nhận được một cái voucher, một cái phiếu quà tặng là $150 từ cái chỗ này. Our editor, mình có từ editor là biên tập viên đấy. Biên tập viên của chúng tôi là Mr. Jason Carter, cũng đã instruct là hướng dẫn ha, instruct là hướng dẫn, cũng đã hướng dẫn tôi hỏi bạn xem liệu rằng bạn có bất kỳ cái photograph, cái bức hình, bức ảnh nào của cái trip, là cái chuyến đi của bạn hay không. Nếu mà có thì vui lòng hãy email chúng cho tôi, bởi vì tôi có thể là choose, động từ choose là chọn ha. Bởi vì tôi có thể chọn để in một số bức ảnh. Visuals có nghĩa là cái hình ảnh nè, những cái hình ảnh, những cái bức ảnh thì thật sự là giúp cho cái câu chuyện của bạn nó sẽ đến gần hơn với cuộc sống ha. Congratulations là chúc mừng nè, chúc mừng một lần nữa, và chúng tôi hy vọng là bạn sẽ tiếp tục là subscriber. Mình có từ subscriber là người đăng ký theo dõi hay là người đăng ký mua định kỳ ha, người đăng ký mua hay là theo dõi định kỳ. Và chúng tôi hy vọng bạn sẽ tiếp tục là cái người đăng ký mua theo dõi định kỳ, loyal là trung thành đen. Cho cái magazine, cái tạp chí Alive. For years to come, mình có từ years to come là những năm sắp tới ha, trong những năm sắp tới. Rồi ký tên, ok. Có 165, có ai mình có từ publisher là nhà xuất bản hay là người xuất bản ha. Câu C, mình có từ professional là chuyên nghiệp đấy. Professional tính từ là chuyên nghiệp ha. Câu D, mình có từ critic là nhà phê bình. Critic, nhà phê bình. Có 166, câu ai mình có từ cover, danh từ là cái trang bìa đấy. Cái bìa, cái trang bìa ha. Ok, câu B mình có từ award là giải thưởng hay là phần thưởng. Giải thưởng hay là phần thưởng ha. Celebration là cái buổi lễ hay là buổi tiệc đấy. Buổi lễ hay là buổi tiệc ha. Vậy câu B là anh ta sẽ gặp Miss Tan tại một cái buổi lễ trao giải, trao thưởng, được không nào? Câu D mình có từ submit là nộp ha. Draft là bản nháp. Draft là bản nháp. Revise gặp rất nhiều là chỉnh sửa, phải không nào? Vậy câu D là anh ta sẽ phải nộp một cái bản nháp đã được chỉnh sửa ha. Ok. Câu 168 đến câu 171, đây là một cái article, bài báo ha. Câu 168, cái điều gì được chỉ ra được nói về viết sổ mọt phải từ khóa chính là cái tên riêng này, phải không nào? Sẽ bản tiếp theo câu A.
Nó sẽ được cung cấp for free, miễn phí trong một cái khoảng thời gian có giới hạn. Kobe, nó focuses on, nó chú trọng vào một cái loại nhạc particular, cụ thể. Kosi, nó thì chưa có được release, tung ra ra mắt công chúng. Kodi, nó phụ thuộc rất là lớn vào trong quảng cáo. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem từ khóa là Vixen Mob đang ở vị trí nào em nha. Cái đầu tiên mình dò từ đầu luôn ha. Sau đây mình có từ Vixen Mob ngay ở trên tựa đề luôn nè em, vậy mình dò từ đầu nha. Sonorum mang Vixen Mob một bước đến gần hơn với thực tế. Music giant Sonorum, cái đơn vị mà nắm quyền đối với hơn 80 nhãn hiệu thu âm, đã ký kết một cái deal, một cái thỏa thuận với lại nhà cung cấp online streaming Vixen, paving the way, mở đường cho cái việc launch, cái việc ra mắt tung ra Vixen Mob, một cái service, dịch vụ, subscription, đăng ký theo dõi âm nhạc có trả tiền. Vậy thì em xem nào, từ cái câu là Sonorum mang Vixen Mob một bước đến gần hơn với thực tế, và cái việc này á, nó mở đường cho cái việc ra mắt Vixen Mob. Vậy có nghĩa là Vixen Mob đã được ra mắt, đã được tung ra thị trường chưa em? Chưa phải không nào? Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu C ha. Nó chưa có được release, ra mắt, tung ra công chúng được không nào? Câu 169, theo như cái article, bài báo thì cái advantage, cái lợi thế cạnh tranh mà Vixen có là gì? Và từ khóa chính là advantage phải không nào? Sẽ bán trước nhà câu A. Nó có cái base, cái nền tảng, cái cơ sở người dùng substantial, là lớn hay là đáng kể đó em. Câu B, nó cung cấp cái kế hoạch thanh toán flexible, linh hoạt, linh động. Câu C, nó thì có nhiều ngôn ngữ khác nhau ha. Câu D, nó cung cấp dịch vụ khách hàng rất là tốt. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò xem cái lợi thế của Vixen là gì ha. Dò tiếp em nha. Sau đoạn số 1 có không em? Không có nói gì đến advantage platform nào. Đoạn số 2 đi em xem có không. Không có ha, dòng thứ 2 cũng không có, dòng thứ 3 cũng không có, dòng thứ 4 cũng không có luôn, dòng thứ 5 cũng không có luôn em, đoạn cuối cùng nha. Đoạn cuối cùng thì có cái từ users, nó nói là Vixen có hơn 180 triệu người dùng thông thường. Có một cái đáp án là cái lượng người dùng lớn là câu nào vậy em? Câu A, em đọc lại câu A thử nha. Là Vixen là nó đó, có cái nền tảng, cái cơ sở dữ liệu người dùng lớn đáng kể. Vậy bây giờ em đọc kỹ lại câu này xem có nói như vậy hay không nha. Vixen có hơn 180 triệu người dùng thông thường. Whereas trong khi đó đó, thì cái dịch vụ streaming lớn thứ nhì, lớn thứ hai đó là SoundStorm thì chỉ có 20 triệu thôi. Ok, vậy đáp án chắc chắn là câu A rồi phải không nào? Là lợi thế của Vixen là nó có cái lượng người dùng lớn đáng kể ha. Đáp án là câu A. Câu 170, bài báo mention đề cập cái điều gì về SoundStorm, về từ khóa chính là SoundStorm phải không nào? Xem bản trước nha câu A. Nó đang nhanh chóng approach, tiến gần đến the same level, cùng cái mức độ popularity phổ biến như là Vixen. Câu B, hầu như một nửa những người sử dụng của nó đã sign up, đăng ký cho một cái dịch vụ. Câu C, nó đã đạt được cái profitability, cái khả năng tạo ra lợi nhuận trong một cái khoảng thời gian ngắn. Câu D, một số những executive, những người điều hành trước đây của nó, bây giờ thì làm việc cho Vixen. Sau đây mình sẽ cùng dò xem từ khóa là SoundStorm đang ở vị trí nào em nhé. Sau đây có từ SoundStorm form nào? Ở đây nữa nè em, có hai chỗ ha. Cái câu này lúc nãy mình dò rồi, nó nói là SoundStorm là cái dịch vụ lớn thứ hai và chỉ có 20 triệu người sử dụng. Chưa chọn được đáp án form nào, đọc tiếp nha. Trong khi đó thì hơn 48% những người sử dụng của SoundStorm subscribe, đăng ký cho cái website này với một cái mức phí hàng tháng để mà họ có thể nghe nhạc. Vậy thì em xem nè, hơn 48% người sử dụng của SoundStorm đăng ký với một cái mức phí hàng tháng để nghe nhạc. Vậy đáp án là câu nào vậy em? Câu B form nào? Hầu như một nửa, có nghĩa là 48% là hầu như một nửa nè em. Hầu như một nửa những người sử dụng đã sign up, đăng ký cho một cái dịch vụ ha. Đáp án là câu B. Câu 171, ở vị trí nào để đánh số 1, 2, 3, 4 thì câu sau thuộc về, đọc câu ra ghép trước nha. Once, một khi mà được launch, tung ra đó, thì người sử dụng sẽ có thể stream phát trực tuyến rất đa dạng, cả về nhạc và videos ở cái format kỹ thuật số chất lượng cao. Đọc lại một lần nữa cho hiểu rõ nha em. Once, một khi nó được launch, tung ra ra mắt, thì người sử dụng sẽ có thể stream phát trực tuyến rất đa dạng những cái âm nhạc nè, những cái bài hát nè, những cái nhạc ha, những cái videos khác nhau ở trong cái format kỹ thuật số chất lượng cao. Rồi bây giờ mình sẽ cùng dò những cái câu ở phía trước các vị trí được đánh số xem câu nào liên kết với câu này về mặt ý nghĩa em nha. Vị trí số 1 trước nào. Ở đây ha, đọc câu đằng trước ha. Vixen đã có cái quyền để mà phát trực tuyến cái nội dung từ một số cái nhãn hiệu thu âm lớn. Sợi dưới này là gì em? Một khi nó được tung ra thì người sử dụng sẽ có thể phát trực tuyến đa dạng những cái nhạc và video chất lượng cao. Đâu có liên quan đâu phải không em? Giờ tiếp vị trí số 2 thử nha. Ở đây nè, đọc câu ở phía trước nào em. The premium service, cái dịch vụ cao cấp này á, thì được phát triển trong 2 năm rồi. Một khi mà nó được tung ra thì người sử dụng sẽ có thể phát đa dạng cả về nhạc và video chất lượng cao.
cũng có thể phải không nào? Một khi nó được tung ra, nó ở đây chính là cái gì vậy em? Là the premium service, phải không? Là cái mà đã được phát triển 2 năm rồi. Nhưng mà để chắc hơn thì em có thể dò vị trí số 3 và số 4 thử nha. Vị trí số 3 này em dò coi ở phía trước thử xem nó là gì. Vixo có hơn 180 triệu người sử dụng, trong khi đó đó thì cái dịch vụ lớn thứ hai là Southstorm là chỉ có 20 triệu người thôi. Đâu có liên quan đâu phải không nào? Vị trí số 4 là gì em? Hơn 48% những người sử dụng của Southstorm á đăng ký theo dõi định kỳ cái website này với một cái mức phí hàng tháng để mà họ có thể nghe nhạc, cũng không có liên quan luôn phải không nào? Vậy liên quan nhất là vị trí số 2 phải không, là câu B ha. Cô đọc lại cả hai câu này cho em dễ hiểu nha. Đây nè, cái dịch vụ cao cấp này á là đã được phát triển trong 2 năm rồi. Một khi mà nó hoàn tất, nó được tung ra đó, một khi nó được launch, được tung ra, được ra mắt, thì người sử dụng sẽ có thể stream, phát trực tuyến rất là đa dạng cả về nhạc và về video chất lượng cao, được không nào? Sẽ cùng nhau hệ thống lại những từ rất quan trọng trong bài này các em nhé. Đầu tiên mình có từ reality, có nghĩa là thực tế ha. Sonorum mang Vixo Mob một bước tiến gần hơn đến với thực tế. Bài được viết bởi Albert là Music Correspondent, là phóng viên âm nhạc ha. Mình có từ Correspondent là phóng viên đây. Music Giant, gã khổng lồ âm nhạc Sonorum, cái đơn vị mà nắm the rights, là nắm quyền đây, đối với hơn 80 label là nhãn hiệu ha. Đối với hơn 80 cái nhãn hiệu thu âm đã ký kết một cái deal, một cái thỏa thuận được cấp giấy phép toàn cầu với một provider, với một nhà cung cấp phát trực tuyến Vixo, paving the way. Mà có cụm pave the way có nghĩa là mở đường cho việc gì ha? Mở đường cho việc launch là ra mắt hay là tung ra cái gì đó lần đầu ha. Mở đường cho việc ra mắt VixoMob, một cái service, dịch vụ, subscription, có nghĩa là việc đăng ký theo dõi hay đăng ký mua định kỳ cái gì đó ha. Đăng ký mua hoặc là theo dõi định kỳ cái gì. Cái dịch vụ đăng ký theo dõi định kỳ âm nhạc được trả tiền, Vixo đã có the rights, có quyền để mà phát content là nội dung nè, phát trực tuyến cái nội dung từ một số cái nhãn hiệu thu âm major là lớn ha. But nhưng mà cái đến nay á thì nó không có access to, nó vẫn không có tiếp cận được cái danh mục âm nhạc contemporary, là đương đại hay là hiện đại đấy. Cái danh mục âm nhạc hiện đại vast, to lớn, khổng lồ của Sonorum. The agreement, cái sự thỏa thuận lần này cùng với Sonorum sẽ increase, sẽ làm tăng significantly, là một cách đáng kể đấy. Cái lượng content, là cái lượng nội dung mà Vixo sẽ có thể cung cấp, làm cho cái introduction, có nghĩa là cái việc giới thiệu, cái sự giới thiệu đấy. Long awaited là đã được chờ đợi lâu ha, làm cho cái việc giới thiệu đã được chờ đợi lâu, Vixo Mob có khả năng xảy ra hơn. Mình có từ occur là xảy ra đấy em. Cái dịch vụ premium, cái dịch vụ cao cấp này á thì đã được phát triển trong 2 năm. Chúng tôi thì rất là excited, rất là hào hứng, phấn khởi về cái prospect. Mình có từ prospect có nghĩa là cái triển vọng hay là cái viễn cảnh ha. Chúng tôi rất là hào hứng về cái viễn cảnh mà nhìn thấy được cái tác phẩm của những nghệ sĩ của chúng tôi được distribute, là được phân phát ha, thông qua platform, có nghĩa là hệ điều hành đấy em, thông qua những cái hệ điều hành di động và internet của Vixo. Giám đốc của Sonorum nói tên là Sandra. Giám đốc của Sonorum, Sandra Screen, đã nói như vậy ha. While mặc dù là chúng tôi appreciate, mình có từ appreciate có nghĩa là cảm kích, là đánh giá cao ha. Mặc dù chúng tôi đánh giá cao partnerships, là cái mối quan hệ hiện tại của chúng tôi cùng với một số cái competitors, là đối thủ đấy em, đối thủ cạnh tranh ha, competitors, đối thủ cạnh tranh. Mặc dù chúng tôi đánh giá cao cái mối quan hệ hiện tại của chúng tôi với một số cái đối thủ cạnh tranh của Vixo, nhưng mà không có cái nào trong số chúng có thể có được cái reach, cái tầm mà Vixo có. Vixo có hơn 180 triệu người sử dụng thường xuyên, trong khi đó cái dịch vụ phát trực tuyến Next Largest, là lớn nhất kế tiếp, có nghĩa là lớn thứ hai đó, là Southstorm, thì chỉ có 20 triệu người sử dụng thôi. The way, cái cách mà những cái trang web này nó được sử dụng, explain là giải thích đen, giải thích cái disparity. Mình có từ disparity có nghĩa là sự chênh lệch hay là sự khác biệt ha. Sự chênh lệch hay là sự khác biệt. Chính cái cách mà cái website này nó được sử dụng giải thích cho cái sự chênh lệch, cái sự khác biệt này. Hầu hết những người mà họ truy cập Vixo á,
là để xem những cái video miễn phí thay vì là phát trực tuyến âm nhạc ha. Meanwhile, trong khi đó thì hơn 48% những người sử dụng của Soundstorm subscribe, động từ subscribe là động từ của từ subscription ở chỗ này nè em, là hơn 48% những người sử dụng của Soundstorm đăng ký theo dõi định kỳ cái website này với một cái mức phí hàng tháng để mà họ có thể nghe nhạc. It is unknown, không thể biết là liệu rằng những người sử dụng VixelMob sẽ be willing to là sẵn lòng hay là sẵn sàng nè. Willing to là sẵn lòng ha. Không có biết được là liệu rằng là VixelMob users, những người sử dụng VixelMob có sẵn lòng làm cái điều giống như vậy hay không. Có 168 câu bi mình có từ focus on, có nghĩa là chú trọng vào cái gì ha. Focus on, chú trọng vào. Particular có nghĩa là cụ thể hay là rõ ràng ha. Genre có nghĩa là loại hay là thể loại đấy em. Vậy câu B có nghĩa là chú trọng vào một cái loại âm nhạc cụ thể ha. Câu C mình có từ release là ra mắt hay là tung ra đó. Nó bằng với từ launch ha. Câu D mình có từ dependent on là phụ thuộc vào. Câu D là nó phụ thuộc vào rất là lớn vào cái quảng cáo ha. Có 169 câu A mình có từ substantial là lớn hoặc là đáng kể. Base là cái nền tảng hay là cái cơ sở đây. Vậy câu A là nó có nền tảng người sử dụng lớn đáng kể ha. Câu B mình có từ payment scheme. Scheme là kế hoạch, payment là thanh toán. Kế hoạch thanh toán được không nào? Flexible là linh động hay là linh hoạt ha. Cái kế hoạch thanh toán linh hoạt. Có 170 câu A mình có từ approach là tiếp cận hay là tiến đến gần đây. Tiếp theo mình có từ popularity là sự phổ biến ha, là danh từ của tính từ popular đây. Popular là phổ biến, popularity là sự phổ biến ha. Câu A là nó thì đang nhanh chóng tiến đến gần cùng cái mức phổ biến như là viết sâu. Câu B mình có từ almost, almost là hầu như hay là gần như ha, hầu như. Sign up là đăng ký, sign up đăng ký. Vậy câu B là hầu như một nửa cái người sử dụng của nó đó đã đăng ký cho một cái dịch vụ. Câu C mình có từ achieve, động từ là đạt được ha. Profitability, cái khả năng tạo ra lợi nhuận. Vậy câu C là nó đạt được cái khả năng tạo ra lợi nhuận trong một cái khoảng thời gian ngắn. Câu D mình có từ former là trước đây. Trước hay là trước đây đó ha. Executive là người điều hành. Vậy câu D là một số cái người điều hành trước đây của nó đó bây giờ làm việc cho Vixel. Câu 171 mình có từ launch là gì em? À, ra mắt, tung ra ha. High quality là chất lượng cao, được không nào?